Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình hỏi đáp pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. À, thưa quý khán giả, trong những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, à, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia thụ hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi chính đáng của người dân. À, trong hệ thống an sinh xã hội thì hệ thống bảo hiểm xã hội giữ vai trò là trụ cột bền vững nhất phát triển bảo hiểm xã hội sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giúp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vâng và từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thì lương cơ sở đã tăng từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng. Do đó là các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng có sự thay đổi tăng theo. Đây là một thông tin đáng mừng cho người lao động, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Và trong chương trình hỏi đáp pháp luật hôm nay của Đài Đồng Nai thì luật sư Nguyễn Thanh Tùng đến từ Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những thay đổi này. À, trước tiên xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À. À, cảm ơn em MC Thanh Lâm, cảm ơn quý vị khán giả. À thưa luật sư, tháng 8 này thì gần 3 triệu người đang hưởng lương hưu trên cả nước đón tin vui khi yeah. mà nhận mức lương mới cao hơn. À thưa luật sư là mức lương hưu mới tăng như thế nào ạ? À? Thứ nhất là theo cái nghị định 42 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 vừa qua thì sẽ có 3 nhóm đối tượng sẽ được tăng lên. Đó là thứ nhất là cái nhóm đối tượng được tăng 12.5% là do họ năm cái 2022 vừa rồi á, họ được tăng lương lên một lần đó là 7.4% theo cái nghị định 108. Thì cái trường hợp thứ hai, cái nhóm thứ hai đó là được tăng 20.8% đối với những trường hợp mà họ chưa được tăng 7.4% theo cái nghị định nghị định 108 2021. Cái thứ ba là với những cái trường hợp mà người lao động mà được hưởng lương hưu trước mùng 1 tháng 1 năm 95 mà có mức lương hưu dưới 3 triệu cụ thể là dưới mức 2 triệu 7 2 triệu 7 một tháng thì họ sẽ được cộng thêm 300.000 đồng và với cái mức mà từ 2 triệu 7 đến 3 triệu đồng thì họ sẽ được tăng lên đến mức 3 triệu đồng Dạ vâng, à, những ai được tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 khi mà lương cơ sở tăng thưa luật sư Tức là những đối tượng được tăng thì theo cái nghị định 42 năm 2023 vừa rồi thì là có là cán bộ công chức viên chức nhân viên phục vụ trong quân đội hoặc là sĩ quan quân đội hoặc là sĩ quan công an là những người làm việc trong các tổ chức cơ yếu hoặc là các cán bộ chuyên trách ở cấp xã cấp phường và cấp thị trấn thì họ sẽ được hưởng mức. Dạ vâng, à, mức lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7 2023 Thì sẽ kéo theo việc tăng hàng loạt mức hưởng bảo hiểm xã hội Theo luật bảo hiểm xã hội 2014 cho người lao động à, Cụ thể như thế nào ạ? Cụ thể là mức trợ cấp sẽ được tăng rất là nhiều Trong đó có 10 khoản trợ cấp sẽ được tăng Thứ nhất là mức dưỡng sức phục hồi sau khi ốm đau Cái thứ hai á, là họ trợ cấp một lần sau sinh con Hoặc là nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng Cái thứ ba á, là mức hưởng trợ cấp phục hồi sức khỏe sau khi sinh Cái thứ tư là là trợ cấp trợ uh, cấp về tai nạn một lần một lần cho tai nạn uh, lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp cái thứ năm uh, là trợ cấp hàng tháng khi mà họ bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cái thứ sáu là cái phụ cấp phục vụ cho người người phục vụ cho người bị tai nạn uh, lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp cái thứ bảy uh, là khi mà người lao động chết thì họ cũng sẽ được nhận uh, cái, cái người thân của họ sẽ được nhận phụ cấp một lần một lần cái thứ 8 là cái việc mà dưỡng sức sau khi họ điều trị cái bệnh tai nạn nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp. Cái thứ 9 là cái tăng cái phần tiền mai táng, mai táng cho cái người mà hỗ trợ họ mai táng. Hoặc là cái tăng, cái thứ 10 đó là tăng cái trợ cấp tốt hàng tháng cho người thân của họ. Dạ vâng, cụ thể thì mức trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau có thay đổi gì ạ? ra theo luật bảo hiểm xã hội 2014 ấy, thì cái mức này vẫn không thay đổi nó vẫn là 30 trăm mức lương cơ bản mức lương cơ sở nhưng mà khi mà lức mức lương cơ sở tăng lên thì cái mức lương này sẽ tăng lên là 540.000 đồng trên 540.000 đồng thay vì là 447.000 đồng như trước Dạ vâng à, Vậy mức trợ cấp một lần khi mà sinh con thay đổi như thế nào sau khi tăng lương thưa luật sư Vâng Cảm ơn MC thì khi mà người lao động nữ sinh con hoặc là nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng à, kể cả trường hợp mà người cha à, đóng bảo hiểm xã hội nhưng mà người người vợ ấy không tham gia thì họ sẽ được nhận à, cái một lần là với hai lần mức lương cơ sở gọi là mức lương cơ sở tăng lên thì cái, cái, cái việc trợ cấp này cũng được tăng lên đó là cụ thể nó là 3 triệu 6 trước kia nó chỉ là 2 triệu 980.000 đồng Dạ Vâng à, thưa luật sư trong tháng thì một người vừa có thu nhập từ tiền lương và trợ cấp thai sản thì tiền thai sản có bị trừ bảo hiểm và có bị đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào ạ à, Cảm ơn à, em sĩ Thành Lâm thì theo cái điều 3 139 của luật lao động ấy, thì người lao động nữ sẽ được quyền mà đi làm sớm trước 2 tháng còn nếu mà trước hơn thì là không không cho phép và trong cái 2 tháng đó thì họ sẽ được quyền nhận cả hai loại tiền đó là tiền lương của người người sử dụng lao động và cái hai là trợ cấp của bảo hiểm xã hội thì cái trợ cấp của bảo hiểm xã hội này thì theo cái luật bảo hiểm xã hội ấy, thì họ sẽ không phải cộng vào cái phần lương của họ để trừ cái bảo trừ bảo hiểm xã hội còn về phần thuế thu nhập cá nhân thì theo cái thông tư một 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 năm 2013 của bộ tài chính thì cái phần trợ cấp này sẽ bị loại trừ ra khỏi cái tổng thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân. Ồ. Dạ vâng. À, theo khoảng 3.41 điều 41, luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản của lao động nữ được tính là bằng 30% mức lương cơ sở. À, thưa luật sư sau khi tăng thì mức trợ cấp này thay đổi như thế nào ạ? À? Thì sau khi tăng ấy, thì khi mà mức lương cơ sở tăng lên 1 triệu 8 thì chắc chắn là cái mức lương mức mức trợ cấp này nó sẽ tăng lên. Nhưng mà cụ thể là khi mà trong 30 ngày đầu làm việc Uh, sau khi mà bị tai nạn uh, à, bị, bị thai, khi mà nghỉ thai sản ấy, thì người lao động sẽ được nghỉ từ 5 đến 10 ngày. Yeah. Tùy theo từng trường hợp, cái trường hợp mà người uh, sinh con mà từ hai con uh, trở lên ấy, thì họ được nghỉ tối đa đến 10 ngày. và cái trường hợp mà họ sinh con mà uh, sinh mổ thì họ sẽ được nghỉ tối đa là 7 ngày. còn trường hợp bình thường sinh thường thì họ sẽ được nghỉ 5 ngày. Do đó khi mà cái mức lương cơ sở tăng lên 1 triệu 8 thì cái mức tiền lương họ nhận nhận được trên một ngày sẽ tăng lên 540.000 đồng thay vì 447.000 đồng trước kia. Dạ vâng. À, điều 48 của luật an toàn vệ sinh lao động quy định là người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dẫn tới là suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30% sẽ được nhận trợ cấp một lần. À, mức trợ cấp này cụ thể như thế nào thưa luật sư? Khi người lao động mà bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm từ 5% đến 30% thì sẽ được nhận trợ cấp một lần và cái mức trợ cấp sẽ được tính như sau khi mà suy giảm đến 5% thì họ sẽ được nhận 5 lần mức lương cơ sở tức là 9 triệu đồng và cứ mỗi lần tăng thêm thì họ sẽ được hưởng thêm là 0.5% mức lương cơ sở tức là 900.000 đồng cái mức cũ họ chỉ được có 745.000 đồng thôi và cái tiền mà họ nhận một lần ấy cũng chỉ có 7 triệu 450.000 đồng đó. Ngoài ra, ngoài trợ cấp uh, trên thì người lao động còn được nhận thêm cái phần trợ cấp về thâm niên. Đó là dưới một năm thì họ sẽ được nhận 0.5% à, 0.5 tháng của cái tháng mà uh, liền kề trước khi họ bị tai nạn lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp. À, cứ một năm tiếp theo thì họ sẽ được nhận thêm 0.3 tháng của tiền lương của cái tháng liền kề đóng bảo hiểm xã hội. Đó. Yeah. Dạ vâng. À, thế còn mức trợ cấp hàng tháng khi mà bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì như thế nào ạ? Khi nào thì người lao động được nhận cái bảo hiểm, à, cái trợ cấp hàng tháng Tức là khi họ bị suy giảm cái sức lao động từ 31% trở lên Cụ thể là suy giảm ở mức 31% thì họ sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng đó là 30% mức lương cơ sở Tức là 540.000 đồng Cứ 1% tăng thêm họ sẽ được nhận 2% lương cơ sở Tức là 336 000 đồng Cái mức cũ nó chỉ có 29.800 đồng thôi Ngoài trợ cấp trên thì họ còn nhận thêm một cái trợ cấp là trợ cấp thâm niên theo những cái năm mà đóng bảo hiểm thì cứ một năm trở xuống từ một năm trở xuống thì họ nhận thêm 0.5% của cái mức lương đóng bảo hiểm của tháng liền kề trước khi họ bị tai nạn và cứ thêm một năm cứ một năm tăng thêm thì sẽ họ được họ được tính thêm là 0.3% của lương đóng bảo hiểm của cái tháng liền kề trước khi họ bị tai nạn ngoài ra khi mà người lao động bị suy giảm ở cái mức 81% trở lên hoặc là bị liệt cột sống hoặc là uh, cụt liệt hai chi hoặc là uh, bị mù hai mắt hoặc bị tâm thần thì người lao động nhận thêm được một tháng lương cơ sở tức là 1 triệu 8 trước kia chỉ được nhận là 1 triệu 490 trăm nghìn đồng ngoài ra họ được còn cái hỗ trợ các cái phương tiện để sinh hoạt hàng ngày và cái uh, dụng cụ trình hình mà các cơ sở khám chữa bệnh chỉ định Dạ vâng, à, theo điều 66 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội đang bảo lưu quá trình đóng à, đang hưởng lương hưu đang được trợ cấp à, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng mà mất thì thân nhân của họ sẽ nhận được những trợ cấp gì thưa luật sư? Vâng, cảm ơn em thanh lập thì khi người lao động mà à, bị chết thì thân nhân của họ sẽ nhận được hai khoản tiền. Thứ nhất là trợ cấp mai táng. À, luật bảo hiểm xã hội thì vẫn không thay đổi đó là 10 lần mức lương cơ sở. Nhưng mà khi mà mức lương cơ sở tăng lên thì cái tiền uh, họ mai táng này sẽ cũng tăng theo. À, cái thứ hai là trợ cấp tuất. Thì trợ cấp tuất thì nó sẽ chia ra hai hai loại, đó là trợ cấp một lần, trợ cấp tuất một lần và trợ cấp tuất hàng tháng. Thì trợ cấp tuất một lần thì căn cứ theo điều 67 luật lao động à, à, luật bảo hiểm xã hội hoặc là là điều 68 và điều 70 luật bảo hiểm xã hội thì nó quy định chi tiết từng đối tượng nào mà được nhận cái khoản tuất một lần hay là hàng tháng. Dạ vâng, có thể thấy là mức lương cơ sở tăng thì mức hưởng bảo hiểm xã hội của người dân cũng tăng theo, nhưng vâng. mà có rất là nhiều câu hỏi là không biết là mức đóng thì như thế nào ạ. Mức đóng khi mà mức lương cơ sở tăng lên thì chắc chắn là cái tiền lương để tính đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ phải tăng theo. Vâng. Dạ vâng. À, hiện nay thì trong bộ phận người lao động thì họ đang có một cái quan điểm là họ sẽ rút bảo hiểm sau một lần. thì Với vâng. luật sư thì ông có suy nghĩ thế nào ạ? Theo tôi khi mà người lao động chứng kiến cái việc cha mẹ mình khi mà đến tuổi về hưu, các khoản thu nhập của họ ngoài lương hưu ra thì sẽ không có cái phần thu nhập nào khác ngoài việc họ tự bỏ sức lao động của mình ra tiếp tục làm việc để trang trải cái cuộc sống hàng ngày hoặc là nhận trợ cấp từ con cái mình thì cái lương hưu chính là cái cứu cánh duy nhất cho họ. Cho nên việc người lao động mà rút bảo hiểm xã hội một lần, đó là cái phần thiệt thòi của họ sau khi họ nghỉ hưu. Rất là tiếc nếu mà họ không tính toán cái phương án để 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 làm làm việc và đóng bảo hiểm như thế nào cho nó hợp lý để khi đến tuổi họ về hưu, họ sẽ được nhà nước trợ cấp cho một cái phần lương hưu làm sao đủ cái trang trải cái cuộc sống hàng ngày của mình. Dạ vâng bên cạnh đó thì cũng có một bộ phận người lao động họ mang sổ bảo hiểm của mình dạ. để đi cầm cố thế chấp thì dạ. hành vi này của họ có vi phạm pháp luật không ạ? Hành vi này thì pháp luật hiện tại bây giờ chưa quy định cụ thể. À, tôi mong rằng sắp tới thì chính phủ cũng như, như là Quốc hội sẽ có phương hướng xử lý những cái trường hợp như thế. À, hiện tại thì cái người lao động mà mang cái sổ bảo hiểm của mình đi cầm cố thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái quyền lợi của họ khi họ sử dụng các dịch vụ của bảo hiểm xã hội hoặc là người cầm cố đó họ sử dụng vào những cái mục đích mà à, ví dụ như là rút một lần hoặc là sử dụng như thế nào đó thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người lao động sau này. Dạ vâng như vậy thì còn với những doanh nghiệp họ chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì họ có phải chịu trách nhiệm như thế nào không ạ? hiện nay thì luật luật hình sự đã quy định cụ thể cái việc trốn đóng bảo hiểm nó đã là quy định về hình sự cho nên là người sử dụng lao động khi mà tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thì cố gắng làm sao để đóng cái phần tiền này cho cho cơ quan bảo hiểm để cơ quan bảo hiểm có cái nguồn thu cũng như để chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ mà nhà nước quy định việc mà các doanh nghiệp hiện nay trốn đóng bảo hiểm hoặc là cũng chậm đóng bảo hiểm là do một phần của tác động của kinh tế cũng như là cái mục tiêu lợi nhuận của họ, thì cho nên là cái việc này là là một cái vấn đề rất là bức xúc hiện nay và bây giờ chính phủ cũng như là nhiều cơ quan ban ngành đã, cũng đang kết hợp với nhau để đốc thúc doanh nghiệp là sao họ đóng cái phần tiền này thì sớm nhất cho người lao động để người lao động được được hưởng cái phần mà quyền lợi của họ khi mà họ tham gia bảo hiểm xã hội. Dạ vâng, xin cảm dạ. ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư à. ạ. Dạ. À, thưa quý vị và các bạn, trên đây là những thay đổi về khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. À, tăng lương cơ sở là một biện pháp quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động và đóng góp vào sự phát triển à, kinh tế quốc gia. Hy vọng là những chia sẻ từ chương trình hôm nay có thể mang lại cho người lao động những thông tin hữu ích và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Tùng đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay à. cảm ơn cảm ơn MC Thanh Lâm cảm ơn quý vị khán giả cảm ơn ekip đã thực hiện chương trình này dạ vâng đến đây thì chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại